Nhìn gì úi vợ, làm gì lố lên chút đi. Trời lố lên kìa ơi, lố lên chút đi. Nằm đỡ lố cái nào ơi. Vô nè, 2, 3. Vô. Lẹ lẹ chút, lẹ lại. 2, 3. Từ nha, nào đếm nào. 2, 3. Trời ơi chèm. 2, 3. Dậy. Đúng. Rồi nhìn máy em nhá, cười lên nào, 2, 3. Rồi. Rồi, nhìn máy nào, 2, 3, tấm nữa nha. Rồi. Vì khán giả để duy trì được một cái sân khấu Luto tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong suốt hơn 2 năm liền và với mật độ khách rất là đông và thành công như thế thì đó là một cái sự hãnh diện cũng giống như là một cái sự thành công rất là lớn của đoàn Luto Sài Gòn Tân Thời. Nhưng mà rất là xui là tại vì vừa rồi là tụi em bị hết hợp đồng. Mà đáng lý ra theo Rubik, ban quản lý của sân Rubik thì có thể thương thảo thêm. Báo cho em có thể thương thảo thêm nhưng mà tới cuối cùng thì không thương thảo được. Cho nên cái tin mà di chuyển đó hết hợp đồng rất là bất ngờ, chứ nó không có được tụi em chuẩn bị trước. Cái đó là thật sự là một cái sự cố rất là đáng tiếc khi mà phải mất một cái điểm diễn cố định trong suốt thời gian vừa qua và rất thành công. Thì qua một cái điểm diễn mới này, như quý vị cũng có thể thấy là sân khấu nó vẫn còn trong tình trạng là hiện tại là chúng em là bắt đầu ngay lại giống như là từ đầu hết luôn. Và trong một tuần vừa qua mọi người trong đoàn phải set up rất là cực lực để có được buổi diễn khai trương ngày hôm nay. Thì đối với Lộ Lộ thì cái việc duy trì đoàn và bây giờ gặp những khó khăn như vậy, trong thời gian qua thì Lộ Lộ cũng có nói là đã phải bù lỗ rất là nhiều cho cái sân khấu cũ, thì tại sao mình vẫn quyết tâm mình phải tìm một cái địa điểm mới cho các chị? Kính thưa quý vị, thật sự ra ở Rubik thì cũng có cái khó của Rubik, có nghĩa là giá mặt bằng Rubik cũng tăng, là trước khi hết hợp đồng là đã tăng rồi, tăng 3 tháng cuối là tụi em đã gồng không có nổi nữa, mỗi tháng là phải bù lỗ rất là nhiều, gần 50 triệu một tháng. Thì em cũng, nếu mà thật sự mà ký thêm tiếp nữa thì tụi em cũng phải đàm phán lại giá thì tụi em mới làm được, chứ thật sự là không có duy trì được nữa. Nhưng mà nó giống như là khi mà kết thúc ở điểm đó, nó cũng sẽ là cơ hội và một cái sự thách thức cho những cái điểm tiếp theo. Và cái điểm tiếp theo là làm một cái thách thức rất là lớn cho tụi em, mà tới giờ thời điểm này nói thiệt với tất cả quý vị, em cũng còn rất là thật sự rất là lo lắng. Và với một cái sân khấu Luto với quy mô là chỉ có 10.000 đồng một vé thôi quý vị, để tặng một con gấu 500-600.000 thì nó rất là rủi ro. Nếu mà cái giá trị thuê mặt bằng quá lớn thì tụi em không có thể nào duy trì được. Cho nên là cũng là một cái điểm phụ để có thể là không có làm việc được với Rubik nữa. Có nghĩa là ngoài cái sự hết hợp đồng, mà nếu mà có tiếp tục thì cái giá thương lượng nó phải tương đối hơn thì tụi em mới có thể làm được. Tại vì em có nói thiệt luôn, em gán gồng bởi vì một cái ý nghĩa rất là lớn. Nếu mà Sài Gòn Tân Thời không có tiếp tục nữa thì rất là nhiều niềm tin của những ca sĩ hát Luto cũng sẽ bị dập tắt luôn, bởi vì Luto đang được trông đợi rất là nhiều nhờ những cái thành công nhất định của đoàn Luto Sài Gòn Tân Thời trong suốt thời gian qua. Có thể quý vị có thể nhận thấy ở đó là những cái đoàn Luto mới cũng được, những nhóm Luto cà phê mới cũng được thành lập dựa trên mô típ của đoàn Luto Sài Gòn Tân Thời đã đi, và họ cũng đã rất là thành công và nhận được rất là thiện chí, thiện cảm từ quý vị khán giả. Khi mà giờ qua đây thì chị có gặp những khó khăn Khi mà giờ qua cung hóa lao động, thật sự luôn, khó khăn lớn nhất của đoàn đó là hiện tại đó là sân là ngoài trời thôi, duy nhất có điều đó thôi. Còn lại tất cả mọi thứ còn lại, Lộ và tất cả các thành viên đoàn đều nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của ban giám đốc cung văn hóa lao động để có được cái điểm diễn ổn định cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần tại số 6 huyện Trân Công Chúa, quận 1. Điều đó là cái điều không thể nào mà gọi là tất cả thành viên hơn 30 người đều rất là mừng.
trong một cái đêm diễn cuối cùng ở bên Vinfast Blue á thì có rất là nhiều khán giả xúc động, không biết là khi mà nhìn thấy cái phản ứng của khán giả vậy thì cảm xúc của chị và các thành viên trong đoàn như thế nào? Thật sự thì mọi người cũng đã coi YouTube và coi những cái kênh YouTube mà live đêm đó thì mọi người có thể thấy là cảm xúc của những thành viên đoàn. Thật sự là tụi em cũng không biết nói gì hơn là cũng rất là cảm ơn khán giả. Tại vì trước cái đêm đó đó là có khán giả tới ôm Lộ và Lộ nói là tại vì ba đêm cuối thì Lộ trốn hết hai đêm, chỉ dám diễn đêm cuối cùng thôi là tạm biệt thôi, là trốn thật sự luôn. Thứ nhất là vì công việc, thứ hai luôn là trốn luôn. Tại vì mình đứng trên sân khấu mình sẽ không còn gọi là cái sự mạnh mẽ và vui vẻ như bình thường nữa, thì mình sẽ không mang được cái niềm vui cho khán giả, thì cái điều đó là điều không tốt. Cho nên cuối cùng thì không thể là lẩn tránh nữa thì Lộ mới, nhưng mà trước cái đêm đó khi mà Lộ tới sân khấu của phút cuối đó, thì có nhiều khán giả chạy tới ôm tới mà khóc rất là nhiều, cho nên là Lộ cảm giác là cái đêm cuối là không còn chịu đựng được nữa, đứng khóc quá trời luôn. Xin cảm ơn khán giả đã yêu thương Lô Tô, yêu thương Sài Gòn Tân Thời, yêu thương những người ca sĩ hát Lô Tô giống như tụi em. Dạ cái này thì cái nó cũng hơi nhạy cảm, chắc em không thể chia sẻ giá được, tại vì dù cho Rubik có cho thuê cao bao nhiêu hay thấp bao nhiêu, điều đó tụi em rất là trân trọng, bởi vì khởi điểm của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời là nhận được sự giúp đỡ từ Rubik, cho nên khi tụi em làm nữa hay không làm nữa, điều tụi em rất là mang ơn Rubik đã cho Sài Gòn Tân Thời một chỗ đứng nhất định, cho một cái điểm diễn nhất định, cho khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh yêu mến Lô Tô và biết Lô Tô nhiều hơn. Dạ. Dạ. Bên đó thì thật sự ra họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính, là do mà kinh doanh những cái gian hàng ngoài không có hiệu quả, thì khi mà tăng á thì tăng lúc đầu là 50, nhưng mà sau này đó là do em thương thảo và em nói là thôi bây giờ nếu mà họ khó khăn quá thì em tràn được bao nhiêu thì em tràn, và em ký một cái thỏa thuận hợp đồng 3 tháng, thì 3 tháng đó thì nó gọi là nó vượt chi quá nhiều, cho nên là tụi em bù lỗ rất là nhiều, trung bình là một tháng là 50 triệu. Dạ, chúng mình một tháng 5 triệu thì đối với một đoàn quy mô như thế này thì tụi em không có thể nào duy trì được nữa nếu mà tiếp tục. Cho nên là, nhưng mà cái sự chưa có gì hết, đang chuẩn bị thỏa thuận tiếp để làm dịp Tết thì nó đã xảy ra từ sự cố là Rubik cũng không giữ được mặt bằng tại sân khấu của mình được nữa. Có cái thông tin đó là Lộ đã phải cầm nhà để mà duy trì đoàn đó, thì không biết cái thông tin này có đúng không? Dạ thưa anh, là hiện tại là nhà đó là tụi em đang cầm 350 triệu. Dạ, cái đó là có thiệt, mẹ em đang cầm dưới quê và vẫn một tháng phải gửi 10 triệu gì đóng lời, là cái đó là có thật. Dạ, cái đó là cầm được cũng được 3-4 tháng rồi đó. Khi mà mình ngỏ lời mà cầm nhà để mà duy trì một cái đoàn Lô Tô đó thì không biết là phản ứng của gia đình của chị như thế nào? Trời ơi, đẹp quá trời. Khoan, cho xin lỗi. Qua đây. Khi mà thật sự ra khởi điểm của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời là do Lộ quyết định và gia đình rất là tôn trọng cái sự lựa chọn của Lộ, giống như là mặt khác thì họ cũng nhìn thấy được khi mà đoàn của Lộ giống như một gia đình vậy đó, thì người nhà của Lộ cũng tới được nhìn thấy những cái chị em trong đoàn và sự cố gắng của từng người, và họ không có cản, thậm chí là họ còn ủng hộ nữa. Và cái này là nói thiệt là tụi em không có cầm đâu xa hết á, cầm cũng là người thân ở trong gia đình thôi, và mẹ đứng ra bảo lãnh giùm đó, cho nên là đối với Lộ rất là may mắn là nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ gia đình cho cái công việc của mình. Dạ không anh, từ trước bây giờ vẫn có lời. Dạ, nhưng mà nó cái lời nó cũng chỉ ở mức độ là vừa đủ thôi. Tại nếu mà có đoàn có diễn hàng đêm thì tụi em có sản phẩm hàng đêm, có người biết coi thì tụi em sẽ có cơ hội đi diễn event, thì cái suất diễn event nó mới có dư. Chứ còn mình diễn hàng đêm một vé 10.000 với cái lượng khán giả có đêm là chỉ có 200, 200 mấy chục nữa, thì nó không có thể nào duy trì cho 30 người nhân sự mỗi đêm nữa, rồi âm thanh ánh sáng trang thiết bị rất là nhiều thứ. Dạ. Dạ, Thương Vụ Bạc Tỷ. Dạ. Thưa anh, thì sau chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ thì Lộ cũng vẫn nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của Sắc Liên, là Madame Đỗ Liên. Hôm nay Madame cũng có gửi lẵng hoa để chúc mừng. Thì đúng theo giống như Madame Đỗ Liên đã hứa, đây là một công tác xã hội hơn là một công tác là một cái thương vụ kinh doanh. Thì Madame Đỗ Liên đã hỗ trợ cho đoàn rất là nhiệt tình. Kể cả cái hồ sơ góp vốn cũng rất là đơn giản hơn những cái startup khác. Rất là đơn giản hơn, cho nên là tụi em cũng đã ký được cái thỏa thuận hợp tác giữa đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời với Madame Đỗ Liên rồi. Dạ. Dạ đã tiến hành rồi, nhưng mà do một số cái trục trặc nên tụi em chưa có public, thì cái thông tin đó chưa được public, kể cả hai bên luôn đã thỏa thuận với nhau chưa public. Rất là mong quý vị cũng sẽ chờ đợi cái thời điểm public thích hợp, tụi em sẽ nói. Dạ.
À, phía sau quý vị là backdrop của phim Ngôi Nhà Buổi Chiều, đó là một kỷ niệm thật đẹp của đoàn Lotus Sài Gòn Tân Thời của tất cả các thành viên tại hoạt động tại sân khấu Rubik. Thì một chút xíu nữa quý vị sẽ được xem một tập đầu tiên nói về một thành viên của đoàn Lotus Sài Gòn Tân Thời để quý vị có thể hiểu rõ hơn. Thì em xin không tiết lộ nội dung, thì chút xíu nữa quý vị sẽ được có một cái trải nghiệm thật là mới đối với những người hát Loto hiện đại ha. Dạ. Dạ cái này thì cho em không tiết lộ, bởi vì em có nhiêu chơi nhiêu à. Có nghĩa là nó làm tới đâu là em sẽ gói tới đó, chứ em không có tính trước. Tại vì thường là em nói thiệt là em làm rất hơi bị cảm tính chút xíu. Thành ra là em là muốn làm thì em cứ việc làm thôi. Và có khi thiếu mà nhưng mà nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của ekip, cho nên tụi em làm cũng rất là thoải mái. Kính thưa quý vị, và quý vị có thể đón xem bộ phim Ngôi Nhà Buổi Chiều trên kênh YouTube đoàn Lotus Sài Gòn Tân Thời, cũng giống như những sản phẩm sắp tới của đoàn trên kênh YouTube đoàn Lotus Sài Gòn Tân Thời. Khung giờ dự kiến phát sóng có thể là vào 19:30 tối thứ bảy hàng tuần. Tuy nhiên là tụi em đang vấp phải một số khó khăn về tài chính để có thể sản xuất những tập tiếp theo nữa, tại nó dài tới 30 tập lận. Thì tụi em mới có sản xuất vài tập thôi để có thể định kỳ thôi. Nhưng mà hy vọng thì sau cái tập đầu tiên thì em rất mong là sự hỗ trợ của quý vị, các thương hiệu có thể hỗ trợ cho quý vị thấy được tiềm năng của nó, thì có thể hỗ trợ đoàn có thể sản xuất được chất lượng tốt hơn và có thể nhiều tập hơn nữa. Không chỉ là những thành viên của Sài Gòn Tân Thời mà có thể là những thành viên của những đoàn khác nữa, những hội chợ của những đoàn khác nữa. Dạ, cái ý tưởng là do Lộ, sản xuất là do Lộ, nhưng mà Lộ có một người biên kịch của đoàn là xây dựng cho một cái kịch bản riêng cho phim. Kèm theo đó thì có một ekip quay dựng để follow, và nó là phim tài liệu cho nên nó không có đòi hỏi cái sự trau chuốt quá về về hình ảnh, nó rất là tự nhiên. Và quý vị chút xíu nữa quý vị sẽ được xem. Dạ. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, cái điều này đó là cái điều mà thật sự là em rất là khổ, tại vì một mình làm mà mình giống như mình chống lại cả vậy đó. Loto, nếu mà quý vị chút xíu nữa thì rất mong quý anh chị có thể ở lại để có thể xem một ít nhất một chơi một hai vòng để quý vị biết là nó có thể là cờ bạc hay không. Bởi vì tại sao em nói như thế, không có ai tới đây, nếu mà nói Loto là cờ bạc thì tất cả gần 1.000 con người ở đây đều là con bạc hết à. Vậy sao tất cả mọi người không có chè biểu nó mà lại ủng hộ nó nhiệt tình như thế? Bởi vì căn bản Loto chỉ là một trò chơi dân gian mà thôi. Quý vị mua 10.000 đồng, không có tốn vé vào cổng, tốn 10.000 đồng một vé, chơi Loto, hồi hộp, dò, nghe văn nghệ, vui vẻ, cười nói, có thể giỡn, có thể tiếp xúc được những người nghệ sĩ chuyển giới rất là dễ thương. Sau đó nếu mà may mắn mình trúng một con gấu, vậy cái phần thưởng đó nó có đủ để gọi là một cái ván cờ bạc hay không? Đó, em chỉ nói như thế thôi. Đó là quy mô thực thụ của Loto là nó như thế, nó là một trò chơi dân gian. Và những người hát Loto là những người nghệ sĩ dân gian. Đó, đơn giản là như thế. Nhưng mà vì một cái cách nhìn thiển cận hoặc họ chưa có bao giờ tiếp xúc, cho nên họ nhìn một cách gián tiếp. Có thể là có nhiều đoàn khác cũng họ vận hành như thế, cho nên là mình bị gọi là bị quy chụp. Dạ, đó, thì rất là đáng tiếc. Thì em hy vọng là cái mô hình của đoàn em, sự thành công của đoàn em sẽ thổi cho tất cả quý vị khán giả, giống như những người chưa hiểu về Loto, một cái làn gió mới, một cái sự nhận thức hơn về Loto, cũng giống như là một tinh thần của Loto. Đó là một trò chơi dân gian thực thụ, mang tính giải trí thực thụ, chứ không phải là một trò cờ bạc. Dạ. Kính thưa quý vị, và nếu quý vị có yêu thương đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời, Lộ Lộ cùng với tất cả những cái thành viên xinh đẹp khác, quý vị hãy đến giải trí cuối tuần vào mỗi tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, lên đèn vào lúc 7:30 tối, đúng 7:00 tụi em 30 phút tụi em lên đèn vào hàng tuần vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại số 6 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1, cung văn hóa lao động, cổng số 3 quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Là tóc nó sẽ thành màu trắng. Không, nếu mà em là chị buổi chiều em sẽ mua thuốc nhuộm tóc và tao em nhuộm màu đen. Không, tối là tóc đen. Tối tóc đen xong sáng tóc bạc lại. Là nhà dạ. Nhà buổi đêm bị nhả thuốc. Buổi đêm, buổi đêm. Buổi đêm á mọi người, buổi đêm. Buổi đêm. Cái chỗ này mới thì mình thấy là nó có vẻ mát mẻ. Mặc dù nó không có mái che nhưng mà nó mát mẻ hơn bên kia nhiều. Nó nhẹp luôn, tại cái hồ bơi á nó bay hơi nước qua chứ thực sự rất là mát. Thấy vậy. Thì khoa học quá vậy. Chúc mọi người qua xem đoàn đánh tennis nha mọi người. Đánh
cái chỗ rồi. À, lúc mà ao show thì sẽ có tiết mục là bơi lội. Địa chỉ là bao nhiêu? Không biết. Số 6, Quyền Trân Công Chúa. Số 6, Quyền Trân Công Chúa, nhưng mọi người quẹo vô có chỗ giữ xe bên này luôn, đừng gửi ngoài Nguyễn Thị Minh Khai. Hồi chiều tính gửi xe Nguyễn Thị Minh Khai á. Để được. Dẫn được. Nhưng mà đi bộ xa. Có đêm rồi. Đi ra cái chợ thì đâu có ai cản mà đâu. Cảm ơn các bạn, ngày hôm nay thì lời nói đầu tiên chắc phải nói là lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, một địa điểm sinh hoạt mới. Bởi vì đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời, như quý vị có thể biết thì vào những ngày cuối tuần thì đây giống như là một món ăn tinh thần của tất cả quý vị và các bạn, những người yêu mến đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời, đến với đoàn để cùng theo dõi những buổi biểu diễn của đoàn. Và bên cạnh đó, ngày hôm nay được sự cho phép, được sự hỗ trợ của ban lãnh đạo Cung văn hóa lao động Thành phố Hồ Chí Minh với địa điểm Rubik Zoo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó, ngày hôm nay nhân sự kiện này thì đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời sẽ kể lại cho quý vị nghe một hành trình của bốn đoàn, là những sinh hoạt của các anh chị ở trong tiên của bộ phim tài liệu mang tên Ngôi Nhà Buổi Chiều. Trân trọng kính mời tất cả quý vị